À, con trai em ăn miếng đó hả? Không có chào cô chú chưa? Cô chú ơi, thấy chưa, cái tay xanh này xanh lét rửa 10 lần nó cũng chưa ra. Coi vậy đó. Đúng vậy. Hiện tại bây giờ là gần 10 giờ sáng và đây là bữa ăn đầu tiên của Jay đó cô chú. Apple. Yeah. Jay ăn táo đó cô chú. Phải không? Wow, con mẹ đang rồi. Ngon không? Ngon. Dạ ngon mẹ. Chứ không có ngon nghe chưa? Dạ ngon mẹ. Buổi sáng mà nếu mà mọi người có thể mẹ ăn thích. Mẹ coi. Hả? Ủa dưa chuột. Cái gì? Ủa cây chuột. Cái gì? Nó không hiểu gì hết. Buổi sáng mà mẹ ngứa rồi. Mẹ ngứa rồi. Hello bác sĩ. Hello bác sĩ hả? Buổi sáng mà mọi người mà ăn trái cây thì tốt lắm. Ví dụ như thà buổi sáng ăn tô hủ tiếu thay vì buổi sáng ăn trái chuối hoặc là trái táo tốt dữ lắm. Hoặc là ăn được trái bơ rất là tốt. Ngọc nghĩ là tốt còn hơn. Ngọc nghĩ còn tốt hơn là ăn cơm phở là tô hủ tiếu ăn cơm. Cho em miếng rồi, gần cho em miếng. Rồi em ăn miếng rồi, bỏ em xuống đi. Tới con á. Em miếng. Ừ, chứ không phải là nhất thiết là sáng là phải ăn cho nó ăn vậy là chút nữa mình cũng ăn phở ăn hủ tiếu được vậy chứ sao? Tại vì ăn cái này nó đâu có no đâu, đó, nên ăn cái này trước rất là tốt. Trời ơi ngon quá. Cô có mời chú, con mời cô chú chưa? Bụt rùi. Cô nói đi bụt. Cái nhìn vô camera thấy hơn cái mực thấy của nó. Ủa, mỗi lần thấy là nó gỡ, mỗi lần thấy là nó gỡ. Cereal đó, con ăn xong đi rồi mẹ cho ăn cereal nha. Bấm điện thoại gọi cho bà ngoại mẹ ra đây. Bấm đây. Bấm. Rồi, thôi đợi bà ngoại đi. Wow, không gọi hả? Không thờ gọi ba đi, gọi ba đi. Không gọi ngoại, gọi ba đi. Vâng. Trời ơi giỏi quá. Ba ơi. Mà tối con ngủ có ngon không? Nằm. Cho em miếng nhâm nhâm. Nhâm 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 nhâm. Ngon quá. Yummy. Thank you chị đi. Nữa ha, cho ăn nữa ha. Rồi ăn xong rồi, em cảm ơn chay nha. Rồi ăn xong rồi, tới con đi, tới con ăn đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Em ngủ rồi. Cô má. Cái tóc em màu gì đây? Yellow. Màu vàng. Yellow. Màu vàng. Áo em màu gì đây? Gỡ ra đi con. Áo em màu gì đây? Pink. Đúng rồi. Cái đuôi em đâu? Cái đuôi em đâu? Hả? Đúng rồi, giỏi quá. Hôm qua mẹ mới chỉ cho chơi biết rồi đó. Yellow, màu vàng. Chơi. Lỗ tai. Yellow. Cái đuôi em đâu? Cái đuôi em đâu? Cái đó là cái vương miệng. Miệng đuôi. Đuôi đúng rồi, giỏi quá. Con mắt em đâu? Mắt đúng rồi. Miệng. Đúng rồi. Mũi. Mũi đúng rồi. Giỏi quá. Trời ơi, mỗi lần nó cắn nó nhìn vô camera nó cho cô chú coi coi được đời. Ngon con ha. Ngon quá ngon luôn á. Trời ơi. Ăn xong cái này cái mẹ chở cho đi chợ với mẹ nha. Đi chợ không? Đi chợ ra phải mặc đồ chứ nhìn ở ngoài trời là mày thấy lạnh lắm luôn á.
con có sợ là trời ơi mà ta nói thiệt khổ ghê ra đi chợ mà tay chân dày gặp người ta rồi rồi sao đây, khổ quá trời khổ luôn á trời ơi. Cái này cho cầu 10 ngày nữa chưa hết á. Bánh hả? Bánh không ăn, ăn em ăn thêm cho, ăn thêm táo đi rồi mẹ cho ăn bánh. Nó nói ra nó quyết định là nó làm rồi chứ nó không có chờ mẹ ăn. Bánh nào? Cái này là bánh nào đâu? Cái gì vậy? Bánh. Thôi bánh nó khô rồi. Đây mày lên mở cái bánh khác ngồi xuống. Mở cái này mày mở bánh khác, cái bánh đó, nó bị ra gió khô rồi. Ngồi xuống đây con. Đây mày con này. Gì lì dữ vậy? Vậy mà cũng ăn được hả? Không? Con ăn chuối không? Yeah. Mà con ăn chuối không? Dạ ăn mẹ. Ăn thì ngồi xuống. Bánh. Ăn chuối hay ăn bánh? Dạ ăn cái gì? Đây. Này ba hồi lắm nè. Ăn cái gì? Chuối không? Dạ ăn. Dạ. Ngồi xuống. Này mày cắt cái chuối ra phân nửa chứ là mày nghi con ăn không hết rồi đó. Cay lắm. Cay lắm hả? Rồi ngồi xuống. Ăn chuối. Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Cho con. Cho con. Chuối. 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 Mẹ lọt qua chai chay nha. Oxy. Dột miếng chay. Dột miếng chay. Chuối màu gì đây? Yellow. Dột màu vàng. Vàng. Đúng rồi, yellow là màu. Con cảm ơn mẹ. Đúng rồi mẹ. Mời cô chú. Đây nè, mời cô chú. Vô, hai mẹ con vô nè. Vô. Ngon quá. Ăn kiểu gì vậy? À, cái gì vậy? Ăn kiểu gì vậy? Cái gì? Cay lắm. Cay lắm hả? Xạo xạo. Gắn lên, gắn lên. Rồi, rồi lên, lên đi con, lên đi. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Gắn lên. Gắn lên. Gắn lên. Gắn rồi, lên rồi, lên được cái đít rồi. Rồi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi đàng hoàng. Ngồi dựa vô, đúng rồi. Rồi đưa tay ra. Ngồi dựa vô đưa nè. Tay ra. Đó, để tay ra, đó. Đó, thẳng chân ra. Thẳng chân ra. Ẩm em nha. Dịnh phụ đó. Ẩm em. Ẩm đi con. Nè nè nè, ngồi xuống. Ê, ngồi đây ghế này lắc quá sợ. À, sợ hả? Dạ qua ghế này nè. Rồi. Ẩm em đi, đó. Ô sợ, sợ. Sợ. Sợ sợ. Thôi đừng lấy sữa của người ta uống à. Uống đi. Uống không gì có nhiều nhà ăn kìa. Ghê ghê đâu nữa, ăn rồi cái ghê biết vậy. Cẩn đó, nó cẩn ghê thiệt chứ. Cẩn cẩn hả? Cẩn nữa. Cẩn ghê. Cái gì? Uống sữa hả? Uống đi. Trời ơi trời. Thôi gì ai ai đi lấy sữa. Sữa khủng quá đi chay rồi. Sữa của em đó. Ờ đổ rồi. Đổ rồi. Ừ, trời ơi cô vô lý không? Sữa, sữa. Rồi biết sữa rồi. Con uống đi. Rồi uống. Rồi, đây con uống, con có thấy cái vị nó làm sao nha. Cái vị của sữa làm sao? Cái vị sữa làm sao con? Ừ, con ghê ghê trọng á. Trời ơi, đi lấy sữa của người ta uống còn được không? Con người gì có lý dữ người ta. Sữa, sữa này. Ừ, sữa này ngon không? Đâu. Mẹ đâu có sữa đó đâu. Nó cầm nó nóc. Nó cầm nó nóc. Sữa đó là mẹ rồi. Bây giờ mẹ có tiền mà cũng không mua được sữa đó luôn á trời ơi. Sữa đó là sữa mẹ. Thôi đừng có phá đâu. Nó qua nó bài nhàn đó. Như một bãi chiến trường. Rồi đánh đi. Đánh ăn nè. Ừ. Rồi nó đang đây rồi, nhân nè, nhân nè.
nhăn răng ra, nhăn cái răng mình ra, đánh 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 ở trong nữa. Lâu quá cô chú chưa thấy chơi đánh răng. Ngon không? Nó ăn kèm đánh răng. Kim bên bên. Kim bên bên. Nó ăn cái đánh răng răng. Đó, nó ăn đó, thấy chưa? Ngon không? Ăn hết hũ kem đánh răng rồi. Thơm mùi dâu. Không đánh mẹ đánh nha. Đó, nó ăn kìa. Con cầm cho con làm thế. Mẹ đâu đánh đâu, mẹ đánh sạch rồi. Các con đánh đi, đánh cho cô chú coi đi. Coi cho cô chú, anh chị và các bạn đi. Giỏi quá. Trời ơi, nó đánh đánh cái hả là xịt vô miệng ăn cái, nuốt cái. Đó, đó, ăn cái dương kem vậy đó. Ừ. Đó, rồi nữa. Người phụ nữ xài kem đánh răng hao nhất. Đó, hả? À, okay. Đúng rồi, hả ra, đúng rồi, đánh ở trong đó. Ở trên, đánh ở trên. Chị cơm. Dạ. Vui không? Vui. Dạ vui mẹ. Nói đó, dạ vui mẹ. Rồi thôi, đánh xong rồi nha. Rồi. Không, không có nữa. Nữa không? Trời đất ơi, coi nó bỏ bánh mì tôi nè, coi được không? Không ăn thì đưa cho mẹ chứ không làm cái gì. Rồi con hát cho cô chú nghe coi. Hát cho cô chú nghe đi. Đừng nói với em những gì để em. Trời ai mà đi đánh lên lúc lên lỗ mũi luôn rồi. À, quay qua đây đánh với đánh cô chú. Xa xa ra đây. Để lại. Để đâu? À, để nó bắt để lại, à, để lại. Rồi để lại đánh đi. Sơn mai. Không phải sơn mai, không phải xà bông mà là kem đánh răng. Kem đánh răng. Đúng rồi. Cho cô chú coi kìa. Con này. Dạ. Trốn hả? Trốn ăn kem đánh răng hả? Trốn ăn kem đánh răng phải không? Ngồi đây. Ngồi đây, ờ ngồi đi. Ngồi. À mẹ ngồi, ừ, mẹ ngồi luôn rồi. Hai mẹ con đánh đổi cái gì làm bây giờ tắm ngồi chơi vậy thôi. Ai da? Hai mươi nhân. Cái gì? Coi ở dưới nè. Chiếc này chiếc kia, thời trang bây giờ. Phá đó, giờ thời trang phá nè. Thôi đừng nữa đi. Không ăn. Không ăn nữa hả? Không ăn kem nữa hả? Vậy thôi đi xuống nha. Đi xuống đi tắm với mẹ nha. Tắm không? Con nói dạ tắm. Đây đi trong đây nè, đây nè, xuống. Đây đi tắm đó. No, no, I'm đi kem. Let my đi kem first. Mẹ đi tắm hả? No, bà đi kem. Mặt nó kìa. Body cam first and then me and baby. Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Đi tắm. Đi